mời quý vị theo dõi bản tin thời tiết tối ngày 9 tháng 8 của Đài Phát thanh và Truyền hình Quảng Ngãi. Thưa quý vị, đồng bằng Bắc Bộ, Trung Bộ đang trong những ngày nắng nóng gay gắt nhất trong đợt nắng nóng này. Ngày hôm nay, khu vực đồng bằng Bắc Bộ và Trung Bộ có nắng nóng và nắng nóng gay gắt với nhiệt độ cao nhất từ 36 đến 38 độ C, có nơi trên 38 độ C như tỉnh Gia Thanh Hóa 38,3 độ C, Tây Hiếu Nghệ An 38,2 độ C, thành phố Hà Tĩnh 38,2 độ C, Hoài Nhơn Bình Định 38,5 độ C. Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia cho biết, ngày mai ngày 10 tháng 8, ở Bắc Bộ có nắng nóng. Riêng Nam Sơn La Hòa Bình, đồng bằng Bắc Bộ có nắng nóng và nắng nóng gay gắt, với nhiệt độ cao nhất từ 35 đến 38 độ C, có nơi trên 38 độ C. Nhưng đến ngày mốt, ngày 11 tháng 8, nắng nóng diện rộng sẽ kết thúc ở Bắc Bộ. Còn tại Trung Bộ, ngày mai và ngày mốt, từ ngày 10 đến ngày 11 tháng 8, tiếp tục có nắng nóng và nắng nóng gay gắt, có nơi đặc biệt gay gắt với nhiệt độ cao nhất từ 36 đến 38 độ C, có nơi trên 39 độ C. Nắng nóng ở Trung Bộ khả năng sẽ còn kéo dài trong những ngày tới, tuy nhiên thì cường độ sẽ giảm dần. Còn thời tiết trên biển, thưa quý vị, trong khi các vùng biển miền Bắc và miền Nam đang sóng yên biển lặng, thuận lợi để vươn khơi, thì một số khu vực ở vùng biển miền Trung vẫn có gió mùa Tây Nam hoạt động mạnh gây ra sóng to gió lớn. Cụ thể, vùng biển từ khu vực Khánh Hòa trở xuống cho tới Bình Thuận, dự báo trong đêm nay có gió tiếp tục duy trì cường độ cấp 6, có lúc giật cấp 7, biển động. Khả năng từ 2 đến 3 ngày tới, gió còn mạnh hơn nữa. Bà con ngư dân lưu ý để đảm bảo an toàn cho hoạt động đánh bắt trên biển. Chuyển sang thông tin thời tiết trong tỉnh. Thưa quý vị, khu vực tỉnh Quảng Ngãi ngày hôm nay đã có nắng nóng gay gắt trên diện rộng, nhiệt độ lúc 13 giờ tại Ba Tơ là 37,2 độ C, tại thành phố Quảng Ngãi là 37,3 độ C. Dự báo trong 24 giờ đến 48 giờ tới, toàn tỉnh tiếp tục xảy ra nắng nóng và nắng nóng gay gắt với nhiệt độ cao nhất phổ biến từ 36 đến 38 độ C. Một số nơi ở các huyện như Sơn Tịnh, Bình Sơn, Mộ Đức, Tư Nghĩa, Nghĩa Hành, thị xã Đức Phổ và thành phố Quảng Ngãi, nhiệt độ cao nhất có thể đạt đến 38,5 độ C. Đài khí tượng Thủy văn tỉnh cũng cho biết, ngày 12 đến ngày 13 tháng 8, nắng nóng và nắng nóng gay gắt tiếp tục diễn ra với nhiệt độ cao nhất phổ biến từ 36,5 đến 38,5 độ C, độ ẩm thấp nhất từ 40 đến 50%. Trong những ngày tiếp theo, nắng nóng có khả năng giảm nhẹ về cường độ nhưng vẫn chưa có dấu hiệu chấm dứt. Trong những ngày nắng nóng, ở khu vực vùng núi buổi chiều, tối thường xuất hiện mưa dông. Cần đề phòng khả năng xảy ra lốc sét và gió giật mạnh trong dông. Sau đây là dự báo thời tiết cụ thể một số nơi trong tỉnh vào ngày mai. Thị trấn Châu Ổ, huyện Bình Sơn, mây thay đổi, ngày nắng nóng gay gắt, nhiệt độ từ 27 đến 37 độ C. Trung tâm thành phố Quảng Ngãi, mây thay đổi, ngày nắng nóng gay gắt, nhiệt độ từ 26 đến 38 độ C. Thị xã Đức Phổ, mây thay đổi, ngày nắng nóng gay gắt, nhiệt độ từ 26 đến 38 độ C. Thị trấn Ba Tơ, mây thay đổi, ngày nắng nóng gay gắt, chiều có mưa rào và dông, đề phòng có lốc sét và gió giật mạnh trong dông, nhiệt độ từ 25 đến 38 độ C. Lý Sơn, mây thay đổi, ngày nắng, nhiệt độ từ 29 đến 33 độ C. Bản tin thời tiết của Đài Phát thanh và Truyền hình Quảng Ngãi kết thúc. Kính chào tạm biệt quý vị.